là một món trứng vịt lộn nướng. Nguyên liệu thì mình có chuẩn bị là một chục trứng vịt lộn với lại rau răm với lại đậu phụng mình đã rang rồi, rồi hành lá với hành tỏi thì mình đã băm nhuyễn rồi nha mọi người, với lại mình chuẩn bị một quả ớt rừng, ớt này thì cũng không cay đâu mọi người, thì giờ mà mọi người hãy cùng vào làm với mình nhé. Giờ mình đi xếp cái phần rau răm nha mọi người. Hành lá này thì mình xắt rồi, xíu mình làm cái phần mỡ hành, mình xắt một quả bột nhé. Mình sẽ đổ cái phần đường với mì chính vào cái chén tương ớt, đổ 2 muỗng nước mắm. Thì mình sẽ gọi đều với chén hỗn hợp mà gia vị này lên nhé. Còn cái nước cốt này chút nữa thì mình sẽ đổ sau. Mình dùng cái chảo để mình đổ dầu vào. Dầu nóng thì mình sẽ đổ vào cái phần hành lá này mọi người. Mình đổ dầu nóng vào thì hành sẽ chín. Giờ mình dùng cái chảo này để mình phi cái phần hành tỏi với ớt nha mọi người. Cái phần ớt sừng này thì mình bỏ vào để cho có màu đẹp thôi nha mọi người, cũng không cay á. Cái chén hỗn hợp gia vị vào nha mọi người. Mình nấu đến sôi lên là được. Cái phần hỗn hợp gia vị này sôi lên thì mình tắt bếp nha mọi người. Mình tắt bếp thì mình đổ cái nước cốt vào nhé. Mọi người nêm nếm sao cho có vị chua chua mặn mặn ngọt ngọt là được nhé. Mình sẽ dùng cái chén sành để mình đập trứng, mình bỏ vào mình nướng. Mình đã đập hết cái phần trứng và nước mình bỏ luôn vào trong cái chén sành này nha mọi người. Thì giờ mình sẽ đi nướng nha. Mình sẽ bỏ lên bếp ga để mình nướng nha mọi người. Nếu mọi người có bếp than thì mọi người nướng bếp than nha. Mình để 3 chén mình nướng thôi mọi người, để nhiều quá khó nướng. Trứng luộc đã chín rồi thì trừ sôi lên rồi thì mình chế cái phần nước sốt vào nha mọi người. Mình chế 1 muỗng canh. Mọi người thấy chế và hấp dẫn không? Mọi người bỏ nước sốt vào thì mọi người trở cái trứng đi cho nó thấm gia vị nha. Giờ mình sẽ đi bỏ cái phần mỡ hành nha vào nha mọi người. Mình bỏ rau răm vào. Mình sẽ bỏ cái phần đậu phụng rang vào nhé. Đậu phụng này mà mọi người giả dập dập ra cho nó thơm. Rất là thơm mọi người. Hấp dẫn quá. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Minh Lê Vlog. Món trứng nướng ngày hôm nay thì mình cũng đã làm xong rồi. Giờ thì mình mời mọi người cùng ăn với ba dì cháu mình nhé. Hôm nay có 2 chị em với Thuận với Thảo quay cùng với mình luôn. Con mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với con. Con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với con. Giờ ba dì cháu mình mời mọi người cùng ăn nhé. Mời mọi người cùng ăn nhé. Đây mọi người. Thơm nghi bình thường. Mời mọi người nhé.
ngon à. Ăn thơm thơm bùi bùi mùi đảo á, rau răm hành nữa. Nước ướp vừa rồi mà. Dạ. Ngon lắm. Có đậu phụng bé 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 mà. Ăn có không? Thơm mình rồi răm răm mọi người. Trứng vịt món gì ăn vừa béo béo. Lần đầu tiên có ăn cái này đúng không? Ừ. Bé Thảo ăn lần nào chưa? Dạ. Ăn lần đến trường rồi hả? Dạ. Ăn cuốn nghe mọi người. Ăn ăn có đậu phộng nó bùi bùi bí béo.
con ăn đi. Rau thì mình ăn đi. Ăn đi. Ba dì cháu cũng ăn hết mâm rồi. Mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Nếu mọi người yêu mến mình thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.